Rất cảm ơn quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong phần tin tức buổi tối của SET và sau đây là những bản tin Việt Nam và cộng đồng. Kết thúc về một gia đình được nhận 2.000 đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do bão tìm đến từ Việt Nam. Theo báo tự trả vào ngày 26 tháng 11 năm 2021 đưa tin, vào ngày 25 tháng 11 năm 2021, sau khi chờ đợi cả buổi ở nhà sinh hoạt văn hóa thôn Bình Thạnh, bà Nguyễn Thị Kim Truyện ở xã Tâm Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, đã nhận được 2.000 đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do bão số 6 và số 9 gây ra vào năm 2020. Trước sự việc này, ông Nguyễn Văn Phú, chủ tịch xã Tâm Vinh xác nhận, việc bà Truyện chỉ nhận được 2.000 đồng tiền hỗ trợ là đúng sự thật. Ông Phú giải thích, sau khi xảy ra bão, viên chức xã đã đi kiểm tra lập danh sách, thì mức thiệt hại của gia đình bà Truyện chỉ có một cây chuối diện tích thực hiện, thiệt hại được xác định là 10 m vuông, thiệt hại hơn 70%. Trong đó, theo quy định của nhà cầm quyền về mức hỗ trợ thiệt hại cây công nghiệp, cây ăn quả ở mức hơn 70% do thiên tai, thì số tiền hỗ trợ là 4 triệu đồng một hecta. Chiếu theo quy định này, gia đình nhà bà Truyện thiệt hại 10 mét vuông thì chỉ nhận được số tiền 2.000 đồng. Quý vị rất thân mến, ông Phú cho biết, trước khi đưa tiền cho người dân, xã đã niêm yết và bức đền bù tại nhà văn hóa thôn. Nhưng có thể do họ không quan tâm nên sau khi chờ đợi cả buổi thì người dân bị bất ngờ vì số tiền quá ít. Theo ông Phú, toàn bộ xã Tam Vinh đã có 588 gia đình được nhận hỗ trợ, trong đó có 31 gia đình được nhận hỗ trợ với số tiền dưới 10.000 đồng. Kính thưa quý vị. Có sau một bản tin khác kiều hối năm 2021 về Việt Nam tăng cao hơn năm 2020, tin đến từ Việt Nam. Báo Việt Nam Net vào ngày 26 tháng 11 năm 2021 đưa tin, theo dữ kiện từ Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác Quốc tế về Người Di dân, được gọi tắt là Colombia, bất chấp đại dịch COVID-19 đang hoàn hành lượng kiều hối gửi về Việt Nam trong năm 2021 tiếp tục tăng so với năm 2020 ở mức 18.1 tỷ Mỹ Kim. Như vậy, lượng kiều hối về Việt Nam sẽ đứng thứ 8 trên thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Quý vị rất thân mến, trong khi đó lượng kiều hối năm 2020 về Việt Nam là 17.2 tỷ Mỹ Kim, đứng thứ 11 thế giới. Theo nhận định của Ngân hàng Thế giới và Condamac, thì kiều hối về các nước thu nhập thấp và trung bình trừ Trung Cộng được kỳ vọng sẽ vượt tổng giá trị tiền vốn của các nhà đầu tư ngoại quốc tại nước sở tại và tiền viện trợ phát triển chính thức ODA cộng lại trong năm thứ hai liên tiếp thưa quý vị ông Mitchell Rudowski là giám đốc toàn cầu của Ngân hàng Thế giới và về an sinh xã hội và việc làm cho biết kiều hối từ người di dân cùng các chương trình hỗ trợ trực tiếp bằng tiền bạc của chính phủ đã giúp đỡ nhiều gia đình khó khăn trong mùa đại dịch Covid-19. Vì thế các quốc gia cần có chính sách tạo điều kiện cho dòng kiều hối trở về để hỗ trợ cho đà phục hồi kinh tế sau mùa đại dịch. kính thưa quý vị trong khi đó thì dịch tả heo châu Phi bùng phát trên diện tích rộng ở Việt Nam. Kính thưa vị vòng tính năm ngày 25 tháng 11, nhà cầm quyền Việt Nam cho biết, một đợt bùng phát dịch tả heo châu Phi đang lan rộng ở Việt Nam và gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi địa phương. Trong đó, số lượng heo bị buộc tiêu hủy nhiều gấp 3 lần năm ngoái. Đợt bùng phát diễn biến theo chiều hướng phức tạp và đang đe dọa lây nhiễm trên diện tích rộng. Đợt dịch tả năm nay đã lan ra 2.275 khu vực thuộc 57 trên tổng số 63 tỉnh thành trên cả nước. Kính thưa quý vị, trong năm nay, các nhà chức trách đã tiêu hủy 230.000 con heo cho đến thời điểm hiện nay. Dịch tả heo châu Phi vô hại đối với con người, nhưng heo nhiễm bệnh thường có tỷ lệ chết cao. Quý vị rất thân mến, dịch tả này có nguồn gốc từ châu Phi trước khi lan sang châu Âu và châu Á và đã giết chết hàng trăm triệu con heo. Việt Nam ghi nhận trường hợp heo nhiễm dịch tả châu Phi đầu tiên trên đàn heo cả nước vào tháng 2 năm 2019. Các bệnh này đã khiến cho khoảng 20% tổng số đàn heo của nước này bị buộc phải tiêu hủy, dẫn đến tình trạng giá thịt heo trong nước tăng gấp đôi so với đầu năm ngoái. Kết thúc vì sau đó dịch tả đã lắng xuống cho đến đầu năm nay, cho phép người dân chăn nuôi trên cả nước tái đàn heo sau trận dịch. Kính thưa quý vị. Trong cơ đó thì EIA khuyến cáo Việt Nam là trung tâm của tội phạm buôn bán động vật hoang dã trên toàn cầu. Kính thưa quý vị, vòng thứ tư ngày 24 tháng 11, cơ quan điều tra môi trường quốc tế được gọi tắt là EIA lên tiếng khuyến cáo Việt Nam là trung tâm của tội phạm buôn bán động vật hoang dã của thế giới. Bất chấp những nỗ lực chính phủ trong việc chống lại nhóm tội phạm này trong thập niên vừa qua, trong một cuộc họp báo với EIA, cơ quan khuyến cáo danh tiếng của Việt Nam trên toàn cầu tiếp tục bị ảnh hưởng xấu vì quốc gia này vẫn là điểm đến chính cho các sản phẩm động vật hoang dã được buôn bán lậu đến từ khắp châu phi và do các mạng lưới tội phạm vận chuyển trực tiếp hoặc không trực tiếp hoặc đến các sản phẩm này theo nhu cầu ở việt nam và các nơi khác các vị theo dự kiện kể từ năm 2010 việt nam có liên quan đến các vụ buôn bán vận chuyển trái phép ít nhất là 18.000 con voi 111.000 con tê tê và 976 con tê giác tuy nhiên đây chỉ là một phần trong con số thực tế vì nhiều vụ không được phát hiện và cũng theo iae các nhóm tội phạm việt nam đã có mặt nhiều nước châu phi bao gồm angola cameroon cộng hòa dân chủ congo mozambique nigeria nam phi uganda điều đáng báo động là dù các vụ bắt giữ vận chuyển lậu bằng đường biển bao gồm hơn 15 tấn ngà voi, 38 tấn vệ TT kể từ năm 2018 cho đến nay, nhưng không có ai bị bắt giữ hay kết án. Quý vị rất thân mến, hồi năm 2018, theo báo cáo của EIA cho biết, cựu đại sứ Việt Nam tại Mozambique, là Nguyễn Văn Trung đã tham gia móc nối giúp những kẻ buôn lậu ngà voi người Việt với các viên chức cao cấp trong lực lượng cảnh sát và hải quan của quốc gia phi châu này. kính thưa quý vị. Qua một bản tin khác, Uber East Japan không bị truy tố vì thuê nhân viên Việt Nam ở quá thời hạn lưu trú. Kính thưa vị, vòng thứ năm ngày 25 tháng 11, các công tố viên Tokyo quyết định không truy tố công ty Uber East Japan trước đây là Uber Japan, và hai nhân viên cũ của công ty về cáo buộc vi phạm luật kiểm soát di dân khi thuê hai công dân Việt Nam có visa quá thời hạn lưu trú. Hồi tháng 6, cảnh sát Tokyo khởi tố cựu đại diện của Uber Japan, 47 tuổi, và cựu chuyên viên kiểm soát vấn đề pháp lý 36 tuổi. Tuy nhiên, các công tố viên quyết định không truy tố vụ án này mà không đưa ra bất kỳ lý do nào. Kính thưa vị, hai cựu nhân viên này tình nghi đã thuê hai công dân Việt Nam ở quá thời hạn lưu trú vào làm nhân viên giao hàng cho Uber trong khoảng thời gian từ tháng 6 cho đến tháng 8 năm 2020 mà không kiểm tra tình trạng visa của họ. Kính thưa quý vị, theo cảnh sát, cựu chuyên viên phụ trách vấn đề kiểm soát tuân thủ pháp lý đã thừa nhận cáo buộc vi phạm sử dụng luật lao động trong khi cựu đại diện công ty bác bỏ cáo buộc nói trên. Vào năm ngoái, cảnh sát Tokyo đã giải quyết 184 trường hợp tương tự liên quan đến người ở khóa thời hạn visa và những người có liên quan khác khiến cho các công ty dịch vụ giao đồ ăn phải thắt chặt quy định kiểm tra tình trạng visa của nhân viên. Kính thưa quý vị. Xin quý vị tiếp tục với băng tầng của SCT, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với những bản tin văn nghệ và đời sống rất cảm ơn quý vị.